Ngày 25 tháng 6 năm 2022, thông tin từ Công an huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã bắt được Phan Văn Tri, 29 tuổi, ở xã Văn Quế Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Phan Văn Tri là đối tượng bị truy nã của Công an huyện Châu Thành về hành vi làm giả giấy tờ xe máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi năm 2018. Theo hồ sơ, khoảng tháng 10 năm 2017, Phan Văn Tri mua xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 phân khối, không rõ nguồn gốc tại tỉnh Đồng Nai với giá 18 triệu đồng. Sau đó, Tri tìm trên các trang mạng xã hội, tìm thông tin và thuê người làm giả giấy tờ xe với tên đăng ký giả là Lê Quang Vinh với giá 2 triệu đồng. Đến tháng 5 năm 2018, Tri đến một cửa hàng cầm đồ ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cầm chiếc xe máy được làm giả giấy tờ trên được 25 triệu đồng. Một thời gian sau, thấy có dấu hiệu nghi vấn, chủ cửa hàng đã tố giác hành vi phạm tội của Tri đến công an huyện Châu Thành. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phan Văn Tri đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện Châu Thành đã ra lệnh truy nã. Sau hơn 4 năm lẫn trốn lệnh truy nã do hành vi làm giả giấy tờ xe máy để lừa đảo, ngày 24 tháng 6, lực lượng trinh sát công an huyện Châu Thành đã bắt được Phan Văn Tri khi đang trốn trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.